Chào mọi người, mình xin giới thiệu một số tính năng Facebook của Quản lý Net. Đầu tiên là trang Facebook của Quản lý Net ở địa chỉ facebook.com/quanlinet. Ở đây các bạn có thể thấy trang Facebook đã được chuyển sang giao diện timeline. Đặc biệt các bạn có thể vào diễn đàn ngay trên trang Facebook. Ở đây còn nút App Connect. Khi bấm vào thì nó sẽ đăng nhập Quản lý Net bằng tài khoản Facebook của các bạn. Sau đây mình xin giới thiệu về nút App Connect. Thì nút App Connect có hai tác dụng là nếu như bạn chưa có tài khoản thì bấm vào nút App Connect nó sẽ tự động tạo cho bạn một tài khoản. Nếu như bạn đã đăng nhập vào bằng tài khoản của Quản lý Net thì nó sẽ liên kết tài khoản của các bạn với tài khoản Facebook. Các bạn có thể chọn nút App Connect như trên hoặc là có thể vào mục tài khoản và mục Edit Condition cũng có nút App Connect. Nếu như đã connect rồi thì ở đây sẽ hiển thị thông tin của Facebook của các bạn. Bạn nên bấm vào nút App Connect để bắt đầu kết nối. Thì sau khi bấm vào các bạn sẽ thấy avatar của mình hiện lên đây và tài khoản Quản lý Net. Bạn chọn link account. Và nó sẽ hiện biểu tượng Facebook lên ở bên trên thân navigation. Sau đây mình xin giới thiệu một số tính năng của nút sau khi bạn kết nối tài khoản. Sau khi kết nối tài khoản thì ở dưới mỗi bài viết sẽ hiện tùy chọn Publish to Facebook. Nếu các bạn chọn thì một nội dung ngắn sẽ được đăng lên tương của các bạn khi bạn đăng bài này. Và ở phía trên mỗi topic nó sẽ có chức năng like của Facebook. Và ở mục trả lời thì nó cũng có nút Publish to Facebook. Nó cũng giống như bạn viết một bài mới là nó sẽ đăng lên tương nếu như các bạn chọn ở đây. Đó là một số liên hệ giữa Facebook và Quản lý Net. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ.